Hoàng Sơn xin chào bà con hen. Hôm nay Hoàng Sơn cũng rất là vui vì nhận được một cuộc gọi của bạn Minh ở miền Bắc, hết bệnh suy thận nhờ có mực. Thì Hoàng Sơn cũng có nhờ bạn Minh chia sẻ để tạo thêm động lực và bạn Minh đồng ý. Thì mình hẹn là khoảng 10 phút nữa mình sẽ gọi lại, tại vì bạn Minh đang bận việc ở ngoài đường, chia sẻ cùng bà con mình hen. Thì Hoàng Sơn cũng nhắc lại một số thắc mắc mà bà con mình hỏi, tức là có mực trị suy thận có thật sự hết hay không, cách dùng như thế nào đó, rồi bị suy thận thì mình có kiêng cữ gì hay không. Thì trên tất cả các video khác á, thì Hoàng Sơn có chia sẻ rất là rõ ràng rồi, bà con mình có thể xem thêm trên YouTube gõ có mực trị suy thận nha, sức khỏe 60 giây đó. Có rất là nhiều bác sĩ hết bệnh, ví dụ ở Tiền Giang nè, ở Tây Ninh, và nhiều bà con mình từ Bắc, Trung, Nam và miền Tây hết bệnh nhờ có mực, cũng trên kênh sức khỏe 60 giây á, cũng rất là nhiều. Cô chú mình có thể xem thêm nha. Thì thật sự là hôm nay cái cuộc gọi này chủ yếu là để cho bà con mình có thêm động lực, để có nhiều người hết bệnh và nhiều người chia sẻ. Thì có cô chú thì lớn tuổi rồi, ngại lên chia sẻ vì khi mà hết bệnh rồi chỉ nhắn tin cảm ơn cho Hoàng Sơn thôi, nói là lớn tuổi rồi cũng không biết nói chuyện qua video hoặc là ghi âm cuộc gọi, sợ nhiều người không hiểu á, tưởng đâu là mình bán hàng đa cấp hay là bán có mực, nên là cũng rất là ngại chia sẻ. Còn có nhiều bà con thì cũng nói là có nguyện với Bồ Tát đó, là nếu mà may mắn mà hết bệnh thật sự nhờ có mực và qua xem những video này á, thì sẵn sàng lên chia sẻ. Cũng có nhiều cô chú hẹn Hoàng Sơn rồi, khoảng 1-2 tháng nữa khi mà đi lên Sài Gòn để tới khám thì sẽ gặp Hoàng Sơn trực tiếp ghi hình bên ngoài luôn đó. Thì bà con mình cũng nhớ đón xem nha. Thì bạn Minh ở đây á, là hình như là sinh năm 1991, là người trẻ nhất trong các video mà Hoàng Sơn quay. Tại thường ông bà mình lớn tuổi, tầm 5-70 tuổi hết bệnh thì chia sẻ. Còn này bạn này khá là trẻ, trẻ tuổi hơn Hoàng Sơn. Thật sự mà nói á, cỏ mực Hoàng Sơn cũng đã từng ăn ha, mình đã từng ăn luôn. Và ba Hoàng Sơn ngày xưa đó, hơn 20 năm trước á, ba bị suy thận, khi mà bị tiểu đường rồi cái bị suy thận thì ăn cỏ mực liên tục trong vòng 2-3 năm thì hết bệnh. Và 10 năm sau không cần ăn cỏ mực, cũng bệnh nó vẫn rất là khỏe, nhưng mà sau này thì bị suy thận trở lại đó, do cái bệnh tiểu đường nó ảnh hưởng, thì ba tiếp tục dùng cỏ mực thì hết bệnh cô chú ha. Nên là thật sự ăn cỏ mực là không bao giờ bị trúng độc nha, chỉ trừ khi như Hoàng Sơn nói, có thể là bà con mình có thể hái trúng cái cỏ mực ngay chỗ những nơi xịt thuốc, mình phải chú ý chỗ đó, cái này chú ý ha. Rồi còn cái cỏ mực, nếu mà cỏ mực bình thường á, cỏ mực sạch á, mình ăn gấp 5-10 lần cái sức ăn của người bình thường vẫn không trúng độc cô chú anh chị ha. Mình có thể tìm hiểu trên bài thuốc nam. Rồi một cái thứ hai nữa mà khi chú ý dùng cỏ mực nè, cái thứ nhất là coi chừng thuốc xịt sâu hoặc không rõ cái nơi trồng, nên mình phải chú ý cái này đó, nên là hơi khó khăn hen. Và cái thứ hai nữa đó là cái cỏ mực nó rất là mát, nó giống như là nước dừa vậy đó, nó mát như vậy đó, nên là nó sẽ làm huyết áp mình sẽ hơi thấp xuống. Ví dụ những người bị tiểu đường, huyết áp thì nó hay chuyển ra suy thận, thì khi mình dùng cỏ mực thì vô tình nó cũng sẽ giúp huyết áp mình ổn định lại luôn. Nhưng đối với những người mà huyết áp thấp đó, thì khi mình ăn cỏ mực nhiều quá, giống như mình ăn đồ mát nhiều quá đó, nó sẽ làm huyết áp mình thấp xuống. Thì cô chú anh chị mình nhớ đo huyết áp thường xuyên nha. Ví dụ mình ăn cỏ mực mà huyết áp mình nó cao xuống thấp hoặc là nó trung bình, nó không ảnh hưởng gì thì không sao. Còn nếu mà mình ăn mà mình đang là người bị cao huyết áp, mình bị huyết áp thấp đó, thì mình phải chú ý thêm cái này. Cô chú anh chị ha, nhớ đo huyết áp thường xuyên nha. Bạn Minh có gọi lại rồi ha, nghe ha. Alo, xin chào anh Minh. Anh chào anh Hoàng Sơn nhé. Dạ, nãy giờ anh đang làm việc hả? Lúc nãy là em có chút thôi, em cắm sạc pin đi máy. Hết pin hả? Rồi, vậy anh cho phép mình ghi lại hình ảnh với ghi âm cuộc gọi ha. Rồi vậy đây là anh Minh ha, anh Minh hôm nay có duyên chia sẻ cùng bà con mình ha. Ở đâu rồi? Dạ anh Minh làm nghề gì? Em làm thiết bị điện chất năng chăn nuôi. Dạ em làm thiết bị chất năng chăn nuôi. À, thức ăn chăn nuôi. Dạ mạng nó hơi yếu nên là bây giờ em tắt hình ảnh để ghi âm cuộc gọi thôi ha. Alo. Rồi mạng tốt rồi, ok. Rồi anh Minh chia sẻ lại cái như thế nào mình bệnh mà mình tìm được cái thông tin này, rồi mình cách chạy chữa thế nào để mình hết bệnh hen. Vâng.
Thì cách đây khoảng 5 tháng từ cái đợt tháng 6 ấy. Dạ. Thì là em đi kiểm tra ở dưới Hà Nội. Dạ. Thì em đi kiểm tra khám sức khỏe định kỳ thôi. Dạ. Thì là bác sĩ thông báo là em bị bệnh thận mạn giai đoạn 2. Dạ. Vâng, thì lúc đấy là cái chỉ số creatinine của em nó tăng lên là 115. Dạ. Vâng. Tại cái chỉ số bình thường là phải dưới 105 ha. Đúng rồi, dưới 106. Dạ. Vâng. Thì sau khi về em khám ấy, thì bác sĩ cho thuốc uống. Nhưng mà bên thuốc Tây ấy, thì người ta chỉ cho thuốc huyết áp với lại thuốc lợi tiểu thôi. Anh có bị huyết áp không? Em không bị huyết áp. Dạ. Nhưng mà bác sĩ bảo là cho uống cái thuốc đấy để nó bảo vệ cầu thận. À, dạ. Nhưng mà em về em uống khoảng 3 tháng thì nó không đỡ. Mà dạ, người nó cứ mệt đi và em tụt cân rất nhiều. Dạ. Vâng, em bị tụt mất mười mấy cân cơ. Dữ vậy? Bao lâu? Từ lúc phát hiện ra đến lúc khoảng 3 tháng thì em bị tụt mất khoảng 11 cân. Dạ, dữ quá ha. Vâng. Đấy thì em mới lên mạng em xem thông tin thì em thấy anh chia sẻ trên kênh Sức khỏe 60 giây á. Dạ. À, em thấy có nhiều người mà sử dụng cái cây cỏ mực ấy. Dạ. Uống nó ăn thì hấp ăn thì nó khỏi. Dạ. Đấy thì em mới về là em ở trên em thì kiếm cỏ mực nó cũng khó. Dạ. Nhiều người quen ấy, anh em họ hàng họ cũng lấy cho. Dạ. Có được cỏ mực nhiều để ăn. Dạ. Em ăn một ngày em ăn 2 cữ. Dạ. Buổi trưa với buổi chiều tối. Dạ. Và em bỏ cái thuốc tây, em không uống thuốc tây nữa bởi vì uống thuốc tây là chỉ số nó vẫn cứ tăng lên mà người nó mệt và đi tiểu rất là nhiều. Dạ. Nên là em mới bỏ không uống thuốc tây nữa. Và em kết hợp thêm là cái cỏ mực ấy. Dạ. Thì mình phơi khô lên với lại cái đậu đen xanh lòng mình rang lên. Dạ. Vậy là anh có sử dụng đậu đen xanh lòng nữa ha. Vâng, mình sắp 5 bát thì còn lại 2 bát uống buổi trưa và buổi chiều. Dạ. Vâng. Còn cái cỏ mực thì em ăn sau ăn. Sau à, trước khi ăn cơm khoảng 30 phút đến 1 tiếng. À, trước khi ăn cơm tiếng mình ăn. Dạ. Thì em điều trị đến bây giờ là được khoảng khoảng 4 tháng. Dạ. Khoảng 4 tháng đầu tiên thì trong khoảng 2 tháng đầu tiên thì uống là chỉ số nó cũng chưa giảm đâu. Dạ. Và lúc em nhớ cách đây là có khoảng 2 tháng em có điện cho anh ấy. Dạ. Và lúc đấy là chỉ số nó chưa giảm đâu. Dạ. Nhưng mà sau khi cách đây khoảng độ nửa tháng thì khoảng 1 tháng chính xác là khoảng 1 tháng thì em bắt đầu cảm thấy người nó khỏe khỏe lên. Dạ hả? Và ăn uống tốt, ngủ tốt và dạ. Và nó tăng cân trở lại. Dạ. Da rẻ nó hồng hào ra. Dạ. Vâng. Với lại em mới đi kiểm tra lại được cách đây khoảng chục hôm. Dạ. Thì là ở cái phòng khám ấy nó cho kết quả là creatinine nó giảm xuống còn 105. Dạ. Và sau em không yên tâm. Dạ. Sáng nay em mới cho bên đội là nó lấy máu trực tiếp tại nhà nó kiểm tra ấy. Dạ. Chỉ số nó giảm về còn 92,6 thôi. Dạ, mừng quá hen. Nó lọt vô khung bình thường rồi hen. Vâng, nó lọt về khung bình thường rồi thì chỉ số của người bình thường là từ 62 đến 106. Dạ. Vâng, thì nó về 92,6 rồi. Nhưng mà anh có bị bệnh gì khác ngoài suy thận không? Tức là có bị tiểu đường không? Không, em không bị không tiểu đường, không biết. Em bị viêm kẽ thận thì nó chuyển ra. Viêm gì anh? Viêm kẽ thận. Viêm kẽ thận. Rồi nó làm cho thận giảm chức năng qua suy thận. Vâng. Dạ. Với lại hai nữa là mọi người uống ăn cái cây cỏ mực này. Dạ. Thì mọi người phải kết hợp với lại nó rất nhiều cái thì nó mới có thể khỏi bệnh được. Rồi kết hợp là sao hả? Mình phải kiêng rất là nhiều. Đúng rồi, kiêng cử cho đàn uống. Dạ. Vì là những cái người bị suy thận ấy thì thận nó yếu. Dạ. Như em là lọt vào khung là suy thận độ 1 rồi. Dạ. Từ suy thận độ 1 là từ 110 đến 130. Dạ. Đấy thì em mới lọt vào khung suy thận độ 1 rồi nên là khi mà bị suy thận ấy, thì chức năng thận nó yếu. Dạ. Thì cái chế độ ăn uống của mình nó cực kỳ quan trọng. Mình phải giảm cái đạm động vật. Dạ. Ví dụ như những cái thịt đỏ như thịt trâu, thịt bò, thịt chó. Giảm thịt đó. Mình không nên ăn những cái thịt đấy.
Mình nếu như mà ăn đạm động vật thì mình nên ăn đạm của con cá nước ngọt thôi. Nên ăn cá nó tốt hơn ăn Con thịt động cá vật. nước ngọt thì đạm nó rất dễ tiêu. Vâng. Và đặc biệt là hải sản là mình phải kiêng, mình không được ăn. Giảm hải sản luôn, kiêng đúng luôn. rồi, những cái rau nào mà kali nó cao quá thì mình nên kiêng. Anh giới thiệu thêm đi, tại vì anh là người đã chuyển qua cái chế độ ăn uống cho người suy thận đó, thì anh chia sẻ thêm rau gì ha, kiêng gì. Mình nên kiêng là rau muống, đặc biệt là rau muống và những cái rau mà có màu xanh đậm ấy, tại Những vì cái rau màu rau xanh đấy đậm. kali nó rất là cao. Khi mình ăn vào thì cái độc tố, cái ure nó sẽ tăng lên, là thận nó sẽ phải làm việc nhiều, Quá tải ha. nó quá tải thì nó sẽ không phục hồi được và nó khó phục hồi. Thì mình kiêng được những cái đó thì cái thận của mình nó không phải làm việc nhiều thì nó mới có thời gian nó phục hồi được. Hai nữa là cơ thể con người mình nó cũng có cơ chế tự chữa lành, nên là nếu như mình kiêng cự được kết hợp với lại cái chế độ của luyện tập thể dục thể thao Tập thể dục hen. với những người mà bị suy thận đấy, thì nên tập những cái môn thể thao nhẹ nhàng như đi bộ là tốt nhất. Đi bộ một ngày nên đi tối thiểu 30 phút, đấy là người mới tập, còn tập quen rồi thì có thể đi đến 45 phút đến 1 tiếng trong một ngày. Thì khi mình đi bộ được ấy thì cái máu nó lưu thông tốt, mạch máu nó lưu thông tốt ấy, thì nó sẽ đưa máu đến những cái cơ quan bị tổn thương, nó sẽ giúp phục hồi lại Nó những cái cơ quan bị tổn thương. giúp lưu thông máu tốt hơn. Vâng, và kể cả máu nó lưu thông được đến các cơ quan bị tổn thương thì nó cũng có cơ chế nó chữa lành được các cơ quan tổn thương. Đấy, kết hợp với lại chế độ ăn uống này, tập luyện thể dục thể thao này, và cái quan trọng nhất là cái tâm lý của mình, cái tư tưởng của mình nó phải phải tốt. Còn khi tư tưởng của mình tốt đấy thì nó sẽ sinh ra những cái hormone nó rất là tốt, có lợi cho cơ thể và nó sẽ giúp đẩy lùi được bệnh tật. Còn nếu như mà khi mà bị bệnh mà cứ sợ hãi á, thì nó sẽ sinh ra những cái hormone không tốt, nó gây có hại cho cơ thể và nó sẽ làm cho bệnh tình nó trở nên nó trầm trọng hơn. Anh cũng tìm hiểu về kiến thức này dữ quá hen. Rồi thì anh Minh bây giờ là sức khỏe bình thường rồi, anh có muốn dùng có mật thêm nữa không? Có, em vẫn phải dùng quả mực đấy. Nhưng mà nhớ đo huyết áp thường xuyên nha, đừng có để huyết áp nó tuột nha. Huyết áp của em thì nó cứ dao động khoảng trên 100 đến 120 quay lại. Nhưng mà ý là mình nếu dùng có mật á, thường xuyên phải nên kiểm tra huyết áp, tại nó rất là mát, nó dễ làm tụt Đúng huyết rồi. áp. Cái cỏ mực thì nó rất dễ tụt huyết áp. Đúng rồi, nó mát lắm. Nên là mình cũng phải để một ngày em đo huyết áp 3 lần đấy, sáng trưa tối đấy. Nên là mình phải kiểm tra huyết áp thường xuyên. Và Rồi nhiều khi 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 mà anh xem cái cỏ mực á, anh có tin không khi mà mình bị suy thận? có chứ, em cũng xem thêm mọi người comment ở trên 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 bình luận đấy, trên phần bình luận đấy, thì cũng rất là nhiều người ăn cái đấy khỏi, cái khỏi mực đấy khỏi, nên là em rất tin tưởng. Và hai nữa là em cũng khuyên bà con như này, khi là mình mà đã điều trị theo một cái phương thuốc gì đó thì mình phải tuyệt đối tin tưởng vào cái đấy, thì nó mới mình khi mình có lòng tin đấy thì mình điều trị nó sẽ rất là dễ, nó rất dễ phục hồi. Còn nếu như mà khi mà mình điều trị mà mình không có lòng tin đấy, mình cứ nghe người này người kia ấy, Nói ra rồi nó vô rồi không tin được hen. nói ra nói vào Là khó khó sử dụng. rất là khó 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 thành công được. Rồi với lại em chia sẻ anh Minh xíu ha, với bà con ở đây luôn. Thứ nhất là cỏ mực nó rất là mát, khi mình ăn nhiều phải đo huyết áp thường xuyên nè. Và cái thứ hai nữa là mình phải cỏ mực phải rõ nguồn gốc nha, chứ nhiều khi trúng cái chỗ xịt thuốc, xịt sợi cỏ đó rất là nguy hiểm. Cái cỏ mực thì mình ra bãi mình kiếm, nhưng mà quan trọng Đúng là rồi, mình phải hiểu cho đó. mình phải tìm hiểu xem là người ta có xịt thuốc hay không. Đó, chứ thể xịt thuốc xịt cỏ cái là rất là nguy hiểm. Quan trọng nhất nếu như mình mà lấy được về mình trồng thì nó rất là tốt, Đúng nhưng rồi, em cũng khuyên bà con mình nên trồng. em trồng được. Hoặc là người thân trồng giùm, người bà con dòng họ ở quê trồng giùm. Em nhờ bà lấy hạt về nhờ bà trồng hộ cho nên là nó rất đảm bảo. Rồi Em anh ở Minh. ngoài em thì nó khác với ở bên trong ấy, em ở ngoài Bắc ấy, Đâu? chuyển sang đến mùa đông rồi ấy, Mùa đông trồng thì không được. cây cỏ mực nó không sống được, nó xương muối nó không sống được, nên là sang mùa đông thì em sẽ phải sử dụng khô. Mình mình phơi khô uống trà. Em phơi khô rất là nhiều rồi, thì em sẽ kết hợp cái cỏ mực với lại đậu đen xanh lòng, mình sẽ khát nước mình uống. Rồi hôm nay cũng cảm ơn anh chia sẻ rất là nhiều, anh có dặn dò gì bà con thêm không? Vâng,
em thì cũng rất là may mắn thì hợp với lại thuốc nên là mình có thể điều trị khỏi bệnh. Dạ. Cũng mong còn là những người không bị bệnh em ấy. À. Cái tư tưởng thật là tốt. Hai nữa là kết hợp với mình tập luyện thể dục thể thao. Dạ. Và thứ ba nữa là kết hợp uống thuốc và ăn cây cỏ mực hấp. Dạ. Cách thủy thì sẽ giúp bà con những cái người mà bị nhẹ từ giai đoạn 1 đến đầu 3 là có thể khỏi được. Rồi, ok hen, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh dạ, anh đã chia sẻ thêm thông tin, đưa ra những cái phiếu xét nghiệm nè, rồi lên trực tiếp ghi hình để chia sẻ lại, làm phước cho bà con hen. Mình có duyên mình nhận được thì mình cũng chia sẻ lại. Dạ. Vâng. Rất mong là sẽ sau video này thì có nhiều người mắc bệnh sẽ tự tin hơn để có thể chữa khỏi được căn bệnh này mà Tây y đó phải bó tay. Dạ, rồi em cảm ơn anh rất là nhiều. Anh cũng không ngại lên đây sợ bị bà con nói là mình rao bán cỏ mực hen. Rồi. Em thì có cỏ mực đâu mà bán. Có ai mua cám ủng hộ em thì mua thức ăn chăn nuôi ủng hộ em. Anh làm cho công ty hay gia đình? Em làm cho công ty anh ạ. Dạ, bây giờ anh chạy đi giao cám hả? Em thì bây giờ khỏe rồi, trước mà cái giai đoạn mà em bị mà nó em gầy đó. Dạ. Cái giai đoạn đấy là em ít em không đi làm được. Không làm nổi hả? Người yếu nó mệt, cái hai nữa là đau lưng, nó đau lưng. Dạ, đau lưng. Lái xe được. Dạ. Đợt này thì nó đỡ rồi, nó không bị đi tiểu nhiều như trước nữa. Rồi. Và hai nữa là sử dụng được một thời gian thì cái tiểu đêm là nó ổn hẳn. Dạ. Ví dụ như là một đêm mà đi ngủ từ 9-10 giờ đêm đến khoảng 6-7 giờ sáng thì chỉ phải thức dậy đi. Dạ. Tiểu có một lần. Nên là cơ thể nó khỏe hơn. Anh ở tỉnh nào ha? À quên, trên cái phiếu xét nghiệm có. Em ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Việt Trì, Phú Thọ ha. Hy vọng có duyên ra Việt Trì hoặc vào Sài Gòn gặp mình ha. Rồi. Em ở đất tục Hồ Tùng anh Sơn ạ. À. Hả? Nếu là người Việt Nam thì lên có một lần về thăm đất tổ Vua Hùng. Rồi. Ok, cảm ơn anh. Mình có một cái kênh đó là Cuộc Sống Miền Nam á. Anh lên YouTube gõ Cuộc Sống Miền Nam là Nam Việt ha. Em có theo dõi. Ủa, theo dõi kênh đó luôn hả? Rồi, ok, rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Có dịp vào Sài Gòn nhớ gọi mình nha. Vâng, em chúc anh Sơn mạnh khỏe nha. Chúc bà con mà không may bị bệnh sẽ sớm khỏi bệnh nha. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Vâng, vâng. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, tạm biệt. Hẹn gặp lại hen. Rồi, xin chào. Mạng thì rất là yếu ha. Thì Hoàng Sơn cũng có hứa với bà con khán giả là sau khi mình quay xong những cuộc như thế này nè, Hoàng Sơn sẽ xóa danh bạ. Khi nào mà bà con mình muốn gọi cho Hoàng Sơn sẽ trực tiếp gọi vào hen. Tại vì nhiều khi mình giữ số của bà con như vậy đó, người khác xin số mà mình không cho thì rất là ngại, rất là tiếc. Nhưng mà nếu mình cho như vậy thì mình đã hứa là không có làm phiền người ta sau những cái cuộc gọi như thế này. Nên là bà con cũng thông cảm cho Hoàng Sơn hen. Đó, cái này mình cũng năn nỉ dữ lắm thì bà con mới chia sẻ lại. Đó, nên là cô chú anh chị thông cảm. Rồi, nếu có gì thắc mắc thì bà con cứ để lại những câu hỏi ở bên dưới bình luận. Hoặc là mình có thể xem lại những video cũ thì hầu như những câu hỏi nó tới 80-90% là đã có câu trả lời hết rồi hen. Rồi, chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video sau.